bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào trò chơi đầu tiên có tên gọi Chiến sĩ vui khỏe. Ở trò chơi này thì... Tuổi thần tiên là sân chơi dành cho lứa tuổi mẫu giáo. Chương trình mang đến cho các em một sân chơi bổ ích đầy lý thú, giúp nâng cao về thể chất, rèn luyện trí thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo. Hơn nữa, còn giúp các em hòa đồng hơn với bạn bè, đoàn kết cùng với tập thể. Và tuần này chúng ta sẽ được làm quen với các bạn nhỏ đến từ trường mầm non Hưng Dũng 2, hứa hẹn sẽ mang đến cho các em rất nhiều trò chơi lý thú, hấp dẫn. Một cuộc tranh tài hết sức gay cấn giữa hai đội chơi chim hải âu và cánh sóng biển. Các bạn ấy sẽ thể hiện mình như thế nào? Các em hãy cùng đón xem vào lúc 11 giờ và 17 giờ 20 phút Chủ nhật ngày 16 tháng 11 trên sóng NTV.